đi học ha, đi thực hành lâm sàng thì chúng tôi có thể là các anh chị có thể gặp trực tiếp các giảng viên ở đây để có thể là được tư vấn, và có thể là cái giảng viên có thể là giới thiệu những cái loại thuốc bôi ha, thuốc uống cho các anh chị để điều trị ha. Không có vấn đề gì đâu ha. Mình sẽ đi đến một cái bệnh cảnh khác, mình còn gọi là đỏ da toàn thân. Thì đỏ da toàn thân đây là một cái hội chứng ở trên lâm sàng. Và như vậy thì khi mà chúng ta học nội khoa, chúng ta biết là một cái hội chứng thì nó có thể gặp ở nhiều cái bệnh cảnh khác nhau. Như vậy thì trên lâm sàng bệnh da liễu thì cái đỏ da toàn thân nó cũng sẽ gặp ở nhiều cái bệnh lý khác nhau, và có khả năng là nhiều bệnh lý gây nên cái tình trạng này. Thì đầu tiên thì chúng biết tên á, chúng ta nghe thấy đỏ da toàn thân thì chắc chắn chúng ta sẽ chẩn đoán dựa vào những cái tiêu chuẩn ha. Đầu tiên là bệnh nhân phải có đỏ da, và trên nền đỏ da đó thì thường nó hay tróc vảy. Và khi nào chúng ta chẩn đoán là toàn thân thì như vậy thì cái tiêu chuẩn diện tích của nó là phải chiếm trên 90% diện tích cơ thể, thì khi đó chúng ta mới có thể là chẩn đoán đỏ da toàn thân. Bởi vì một cái tình trạng đỏ da toàn thân ở trên lâm sàng da liễu đó là một cái tình trạng có thể nó gần như cấp cứu, và cái thứ hai nó cần phải sự chăm sóc tích cực đặc biệt. Do đó thì chúng ta phải có những cái tiêu chuẩn để chẩn đoán cái tình trạng này và đưa vô chăm sóc đặc biệt ha. Như vậy thì đây là cái sơ đồ để chúng tôi thường sơ đồ là tính cái diện tích da bỏng, tuy nhiên nó cũng để tính những cái diện tích thương tổn của da trên da liễu luôn. Như vậy thì cái cơ bản nhất chúng ta có thể thấy đó là nếu mà chúng ta không có cái sơ đồ này thì chúng ta cứ nhớ là một cái lòng bàn tay của bệnh nhân chính là 1% diện tích cơ thể các anh chị ha. Như vậy thì một cái thương tổn nhỏ thì chúng ta có thể sử dụng cái lòng bàn tay của bệnh nhân để áp lên những cái thương tổn, và từ đó tính ra được cái diện tích của cơ thể. Cái tình trạng đỏ da toàn thân này là một cái tình trạng thường mắc phải ở một cái lứa tuổi là từ 41 đến 61 tuổi, và trung bình là 52 tuổi ha. Và thực ra bởi vì ở cái lứa tuổi này thì là một cái lứa tuổi mà thường gặp ở những cái bệnh lý dị ứng da, nó kêu dị ứng hoặc là miễn dịch da có bong vảy tróc vảy kéo dài một thời gian rồi nó mới chuyển sang đỏ da toàn thân, chứ không phải là một cái, chứ thường ít gặp một cái bệnh cảnh nào mà tự nhiên nó cấp rồi nó chuyển sang đỏ da toàn thân lắm, trừ cái bệnh lý trúng độc da do thuốc thôi ha. Thì đỏ da toàn thân thì tùy vào cái lứa tuổi mà người ta có những cái nguyên nhân khác nhau. Chẳng hạn như ở người lớn thì những cái nguyên nhân phổ biến của nó có thể là vẩy nến, viêm da cơ địa, dị ứng thuốc, hoặc là đỏ da toàn thân tự phát trong một cái u lympho ở da tiềm ẩn mà bệnh nhân không có phát hiện được. Còn đối với trẻ em thì nó sẽ liên quan đến những một cái trẻ em, đặc biệt là cái trẻ sơ sinh, nếu mà sinh ra đỏ da toàn thân thì nó sẽ liên quan đến cái bệnh lý di truyền nhiều hơn, chẳng hạn như là bệnh da vảy cá di truyền, bệnh ly thượng bì bọng nước bẩm sinh, thì những cái bệnh lý có liên quan yếu tố di truyền nhiều hơn. Và như đây là một cái bản tổng hợp về cái nguyên nhân bệnh sinh ở một cái người bị đỏ da toàn thân. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy được cái tình trạng chàm, viêm hay còn gọi là viêm da cơ địa, eczema hay còn gọi là viêm da cơ địa, hay là chàm thể tạng đó. Thì đây là một cái tình trạng, đây là một cái bệnh cảnh mà có khả năng đứng hàng đầu gây nên những cái tình trạng đỏ da toàn thân ở trên lâm sàng, mà theo những cái thống kê tổng hợp thì nó chiếm đến 40% ha. Và thấp hơn cái tình trạng này chính là vẩy nến, và thấp hơn nữa thì có những cái tình trạng chẳng hạn như lymphoma da nè, trúng độc da cho thuốc vân vân. Thì chủ yếu là chàm vẩy nến là hai cái yếu tố đứng hàng đầu, còn những cái nguyên nhân khác thì nó sẽ có những cái tỷ lệ nó thay đổi tùy vào những cái nghiên cứu khác nhau. Thế như vậy thì chúng ta vẫn cứ nắm vẫn đó là viêm da cơ địa và vẩy nến, đó là cái tình trạng gây nên đỏ da toàn thân thường gặp nhất ở trên lâm sàng, để chúng ta có thể là chẩn đoán và điều trị nó sớm. Và những cái tình trạng khác thì đôi khi nó cũng phải tùy thuộc vào bệnh cảnh lâm sàng, tùy thuộc vào yếu tố dịch tễ, chủng tộc mà có thể chẩn đoán. Rồi, cơ chế bệnh sinh đối với cái đỏ da toàn thân thì thực ra nó chưa có rõ đâu. Tuy nhiên người ta thấy một cái tình trạng viêm
tới lui của một cái bệnh lý chẳng hạn như viêm da cơ địa, hoặc là phải đến nó lên xuống ha, có những cái đợt cấp nó lên xuống, những cái tình trạng viêm tới lui, và khi đó thì cơ thể của chúng ta sẽ sản xuất ra nhiều cái loại interleukin, mà khi nào đến một cái nồng độ nào đó mà chúng ta không thể kiểm soát được thì như vậy thì những cái interleukin nó gây nên cái tình trạng là viêm toàn thân, dẫn đến là đỏ da toàn thân. Thì trong cái đỏ da toàn thân thì nó có tróc vảy, từ nó mất protein. Phân loại thì cái bệnh này nó có hai cái thể, thể nguyên phát và thể thứ phát. Nguyên phát là một cái đỏ da lan rộng khắp người trong vài ngày đến vài tuần sau đó xuất hiện vảy. Thì cái thể nguyên phát này ít gặp, nhưng mà nó sẽ thường gặp trong những cái tình trạng là trúng độc da do thuốc, có nghĩa là dị ứng thuốc đó anh chị. Nhưng mà cái thể nặng chẳng hạn như là hội chứng Stevenson, rồi sau đó nó chuyển sang cái hội chứng Lyon. Stevenson thì nó khác biệt ở Lyon ở chỗ là cái diện tích thương tổn da và thương tổn niêm mạc. Rồi thể thứ phát thì nó là cái sự lan rộng của một cái tổn thương da có trước. Thì thể thứ phát này thì thường nó sẽ đi theo một cái bệnh cảnh nền sau khoảng 10 đến 20 năm nếu mà chúng ta điều trị không tốt hoặc là kiểm soát không tốt, điển hình đó là viêm da cơ địa hay là vẩy nến ha. Thì triệu chứng lâm sàng thì chắc chắn là sẽ có cái tình trạng là đỏ da. Rồi, đỏ da này có thể là tróc vảy kèm theo ha. Và ngứa là một cái tình trạng cơ năng ha, thường rất thường hay gặp và chiếm khoảng 90% bệnh nhân. Thì khi mà cái tình trạng ngứa tới đi tới lại thì nó sẽ có tình trạng là dậy sừng và cái kém hóa. Rồi khi mà một cái đỏ da toàn thân nó lui đi thì cơ thể của chúng ta, cơ thể bệnh nhân mình sẽ thấy có một cái tình trạng rối loạn sắc tố, và đặc biệt nó là tăng sắc tố. Thì tăng sắc tố này chính là một cái tăng sắc tố sau viêm. Rồi, những cái tổn thương đi kèm khác chẳng hạn như là những cái tổn thương đi kèm giúp cho chúng ta có thể là gợi ý đến cái tình trạng là đỏ toàn thân do cái vị trí nào, chẳng hạn như là ở một cái tổn thương đi kèm ở móng, móng có biểu hiện dọc dầu và lên móng, đó là một cái tổn thương gợi ý cho chúng ta biết là bệnh nhân có tình trạng vẩy nến trước đó ha. Rồi một số cái thương tổn chẳng hạn như là bệnh nhân trước đó có những cái thương tổn mà những cái mảng hồng ban sậm màu hơn so với bình thường ở cái vùng nếp gấp đi, thì chúng ta có thể nghi ngờ đến một cái tình trạng viêm da cơ địa hay như vậy. Rồi, triệu chứng toàn thân thì đây là một cái tình trạng viêm toàn thân rồi, nó không còn phải là một cái viêm khu trú nữa, nên như vậy thì viêm toàn thân thì thường nó sẽ kèm theo những cái tình trạng chẳng hạn như là sốt cao, hè thân nhiệt, nhiệt nhanh hoặc to, có thể là gan lắc to ha, phù bàn chân, cẳng chân cũng hay gặp, bởi vì chúng ta thấy là một cái tình trạng đỏ da tróc vảy. Như vậy thì da của chúng ta phải sử dụng một cái nguồn nguyên liệu là từ protein hoặc là phospholipid trong cơ thể để tái tạo lại những cái tế bào mới liên tục. Như vậy thì chắc chắn là cơ thể chúng ta bị mất protein, mà mất protein như vậy thì nó sẽ thay đổi áp suất thẩm thấu của mạch máu, như vậy thì dịch trong mạch nó sẽ thoát ra gian bào và nó nên gây nên cái tình trạng là phù bàn chân, cẳng chân. Vẩy nến thì là một cái bệnh lý thường gặp ha, có thể gây dẫn đến đỏ da toàn thân sau nhiều năm điều trị không hiệu quả, thì nó sẽ chiếm khoảng là từ 23 đến 25% nguyên nhân của đỏ da toàn thân. Khởi phát là thường là khi lương dùng corticoid ho hoặc uống. Thế, rồi như vậy thì chúng ta sẽ thấy là trong cái bệnh vẩy nến sử dụng corticoid uống kéo dài đường toàn thân thì nó có khả năng khởi phát ra một cái tình trạng đỏ da toàn thân. Như vậy thì khi nữa các anh chị học tới bài vẩy nến thì người ta cũng có một cái lưu ý, đó là không được sử dụng corticoid đường toàn thân kéo dài ha. Đặc biệt là hầu như là giới hạn sử dụng corticoid đường toàn thân trong bệnh vẩy nến luôn. Có thể sử dụng hoa trong cái thời gian ban đầu nhưng mà không nên sử dụng corticoid đường toàn thân để uống, bởi vì nó là một trong những cái yếu tố nguy cơ dẫn đến cái tình trạng là đỏ da toàn thân. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy đây là một cái biểu hiện đặc trưng của cái đỏ da toàn thân, có nghĩa là da bệnh nhân đỏ lên ha, chiếm trên 90% diện tích cơ thể, và nó kèm theo là cái bong vẩy, da khô bong vẩy kèm theo. Rồi, viêm da cơ địa là một cái nguyên nhân chiếm hàng đầu ha. Nó chiếm đến 40% cái trường hợp đỏ da toàn thân.
Thì tiền sử thì thường là một cái bệnh nhân bị chàm ha, bệnh nhân sẽ biết là mình bị chàm đó, tại vì cũng giống như vậy nến, đây là một cái tình, nếu mà bệnh nhân bị đỏ da toàn thân thì bệnh nhân nếu mà nó tiến triển đến đỏ da toàn thân thì nó phải phải đi qua nhiều năm bệnh nhân bệnh tái đi tái lại và không có kiểm soát được, do đó thường là bệnh nhân sẽ nắm được cái bệnh cảnh nền của mình các anh chị. Rồi ở đây ở cái hình ảnh này thì mình cũng thấy thứ nhất là đây là một cái đứa trẻ bị viêm da cơ địa dẫn đến đỏ da toàn thân, cái da đỏ và khô ha, đây là với cái con mắt của cái hình ảnh ở phía bên tay phải của anh chị, thì đây là cái hình ảnh thứ nhất là lộn mi, cái thứ hai đó rụng lông mi ở một cái người bị đỏ da toàn thân. Rồi nhiễm thuốc là một cái tình trạng có thể là gây nên đỏ da toàn thân, và đây là một cái tình trạng khởi phát nhanh chỉ trong vài ngày, trong vòng 1 tuần hoặc là 1, 2, 3 tuần thôi, không có trễ hơn. Như vậy thì đang cái tình trạng khởi phát nhanh, như vậy thì cái tình trạng khởi phát nhanh nè, nó đậm rộn rồi và cái tổng trạng nó cũng thay đổi nhanh nữa, nhưng mà được một cái là cái tình trạng đỏ da toàn thân nó sẽ kiểm soát dễ dàng và nhanh chóng, nếu chúng ta biết rằng là bệnh nhân bị dẫn với thuốc gì và chúng ta ngừng thuốc nó nhanh chóng, thì khi mà nó đào thải ra khỏi cơ thể thì cái tình trạng đỏ da toàn thân nó cũng sẽ lui đi rất là nhanh hết. Tuy nhiên có một cái tình trạng đỏ da toàn thân do nhiễm thuốc ha, và nó gây ảnh hưởng nặng nề đến tổng trạng và đôi khi ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân, đó là hội chứng Stevenson hoặc là hội chứng Lien. Hội chứng Lien hiện tại người ta còn gọi là cái hội chứng Ten, nó bằng nghĩa với nhau mà mình dịch cho tiếng Việt đó là cái tình trạng đó là hoại tử thượng bì nhiễm độc ha. Thì hai cái hội chứng này nó đều biểu hiện cho cái một cái sự đó là nổi hồng ban bóng nước ở thân mình và kèm theo những cái tổn thương ở niêm mạc miệng, xuống thì có niêm mạc thực quản, niêm mạc dạ dày, niêm mạc ruột, vân vân, niêm mạc hậu môn, niêm mạc sinh dục, vân vân, rất là nhiều niêm mạc bị tổn thương ha. Và nó khác biệt nhau giữa một cái Steven Johnson thì nó chỉ ở khoảng là 10% diện tích cơ thể thôi, thì một cái hội chứng TEN nó sẽ chiếm từ 30% diện tích cơ thể trở lên ha, từ 30 cho tới 100% diện tích cơ thể. Và đổi da toàn thân trong những cái họ hai cái hội và đỏ da toàn thân trong một cái hội chứng TEN đấy thì nó sẽ là một cái đỏ da toàn thân tróc vảy ướt, có nghĩa là da nó sẽ bị bong, nó sẽ bị mất kết dính và nó bong ra, nó để lại một cái nền trợt rộng toàn thân tróc vảy, dẫn đến một cái tình trạng nhiễm trùng, mất nước và điện giải, mức đầu tiên tức là nặng nề, tổng trạng bệnh tiêu suy giảm rất là nhanh. Đây là một cái tình ở hình ảnh này thì chúng ta thấy được đây là một cái tình trạng là đỏ da toàn thân ha, do dị ứng thuốc với những cái thương tổn là những cái sẩn mảng hồng ban rộng khắp toàn thân hết. Rồi đây là một cái tình trạng ở cái da của một cái người đàn ông bị dị ứng thuốc ha. Ông này ông chuyển sang ông ông đi đến viện á, bằng cái hội chứng Steven Johnson, có nghĩa là chỉ bị những cái thương tổn trợ ở trong lòng bàn tay thôi và một vài vị trí nhỏ rải rác ở thân mình kèm theo nó trợt môi. Tuy nhiên sau 2 ngày nhập viện thì bắt đầu cái thương tổn nó trở nên nặng hơn, tại vì anh chị biết đó là Steven Johnson và cái tem đó nó không có cái phác đồ điều trị đặc hiệu ha, nó chỉ là bồi hoàn nước và điện giải, ngưng những cái thuốc đang sử dụng ha và điều chỉnh tổng trạng để có thể là từ từ những cái thuốc đó nó bán hủy, nó đào thải ra khỏi cơ thể là chủ yếu, đó là cái hướng điều trị chủ yếu. Thì như vậy thì sau 2 ngày nhập viện thì đôi khi những cái phản ứng miễn dịch nó vẫn còn lên 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 tiếp tục đến một cái thời gian nào đó nó mới ngừng. Thì như vậy thì sau 2 ngày nhập viện cái ông này ông chuyển sang cái hội chứng TEN, có nghĩa là tổn thương niêm mạc nhiều hơn, vừa tổn thương niêm mạc môi miệng và còn sinh dục nữa, và kèm theo đó là bắt đầu có những cái vệt trợt da rộng khắp toàn thân hết. Và đây đây là một cái trợt da trong cái hội chứng TEN, như vậy nó cũng liên quan đến một cái đỏ da toàn thân tróc vảy ướt. Rồi ở đây là một cái thể đỏ da toàn thân tự phát ít gặp hơn, nhưng mà đôi khi cũng sẽ gặp ở những cái người mà tự nhiên cái họ bị đỏ da toàn thân, khô da, đỏ da tróc vảy tiến triển nhanh
không có không biết được nguyên nhân trước đó ha, không biết không có ghi nhận được những cái tình trạng mãn tính ở trước đó hết. Như vậy thì ở cái tình trạng này thì người ta thấy đó là có ba cái, có những cái nguyên nhân mà mình cần phải theo dõi, chẳng hạn như là viêm da cơ địa người già. Thì người già thì cái da họ cứ khô khô, cứ bong vảy hoài, nhiều khi họ không để ý. Cái thứ hai là dùng thuốc quá liều. Cái thứ ba là phát ban tiềm mục tiềm lymphoma ha, và nó có thể liên quan tới cái bệnh lý lymphoma. Như vậy thì cần theo dõi lâu dài, và đặc biệt là theo dõi những cái u lympho tế bào T ở da da ha. Thì một cái bệnh mãn tính thì nó cũng có thể gây ra một cái tình trạng đỏ da toàn thân và diễn tiến nhanh chóng. Như vậy trong một cái bệnh máu ác tính ha, thì nó sẽ có là những cái hội chứng chẳng hạn như là hội chứng Sézary, hoặc là những cái tình trạng là mycosis fungoides. Thì cái những cái bệnh mãn tính này sẽ biểu hiện ở một cái tam chứng: một là đỏ da toàn thân, hai là hiện diện tế bào Sézary trong máu ngoại vi, và có những cái bệnh cảnh của hạch bạch huyết. Như vậy thì ở đây ở cái hình bên tay phải của anh chị, chúng ta sẽ thấy được một cái tế bào Sézary. Nó là một cái tế bào lympho á, theo những cái tế bào bạch cầu á. Thì cái tế bào bạch cầu này thì nó lại biến đổi cái nhân, nó tạo thành cái nhân hình cuộn não, nhân nó to, nó chiếm nhân nó to lên, nó hình cuộn não lên. Thì đây là cái tình trạng, đây là cái tế bào Sézary đặc trưng. Thì đối với cái tình trạng này thì chúng ta sẽ có là cái da của bệnh nhân sẽ ngứa nhiều ha. Và ngoài ra thì nếu mà về lâu về dài theo dõi thì đôi khi sẽ có những cái khối u ở da ha. Và đỏ da toàn thân trong những cái bệnh này thì nó cũng sẽ có những cái tình trạng rộng mi nè ha, đỏ da ha. Rồi đến một cái bệnh cảnh khác cũng có thể gây đỏ da toàn thân, thì như hôm qua chúng ta đã học cái bài bệnh pemphigus. Thì trong pemphigus thì nó có thể pemphigus nông ha, là thể pemphigus lá đó, thì cái thể đó nó dễ dàng chuyển sang đỏ da toàn thân ha. Do đó cái thể pemphigus lá người ta còn gọi nó là thể pemphigus đỏ da vậy. Đây là một cái tình trạng đỏ da toàn thân trong bệnh nhân bị pemphigus. Thì trong pemphigus thì thường nó sẽ có trợt da, và nó trợt da là bong vảy. Do đó cái tình trạng đỏ da toàn thân trong pemphigus thì thường nó sẽ kèm theo những cái hình ảnh nó có vảy tiết nhiều hơn so với một cái đỏ da toàn thân do viêm da cơ địa hay đỏ da toàn thân do vảy nến. Rồi đối với con nít thì mới sinh ra mà nếu mà bị mắc đỏ da toàn thân thì nó sẽ liên quan đến một cái bệnh cảnh đặc biệt, và nó có mang yếu tố di truyền ha. Đó là cái bệnh da tảy cá ly thượng bì. Thì bệnh này thường là do đột biến gen mà ra ha. Và đối với những cái đứa trẻ này thì thường nó khó mà sống được qua cái lứa tuổi 5 tuổi lắm, và thường nó sẽ chết sớm do cái tình trạng là viêm da tóc vảy, cái tổng trạng nó thay đổi kèm theo đó những cái bệnh cảnh bội nhiễm kèm theo, do nó ít khi nào mà nó sống ha. Như vậy thì đối với đỏ da toàn thân về cận lâm sàng thì chúng tôi có những cái kiểm soát về huyết đồ ha, về huyết đồ, về tốc độ lắng máu để kiểm soát cái tình trạng viêm, về ion đồ và đạm máu để tìm các cái tình trạng sinh hóa. Chẳng hạn như là đối với cái tình trạng viêm toàn thân như vậy thì chắc chắn là cái tình trạng mất nước qua da nó nhiều, như vậy thì sẽ có những cái biến đổi ở trên ion đồ ha. Và như vậy thì như tôi nói đó là có một cái tình trạng đỏ da toàn thân, đỏ da bong vảy như vậy thì cơ thể chúng ta phải liên tục sử dụng cái nguồn nguyên liệu đó là protein và phospholipid để có thể là tái tạo lại tế bào liên tục. Như vậy thì cơ thể của ta chúng ta sẽ chắc chắn là bị thiếu đạm ha, và đặc biệt là đạm máu, do nó dẫn đến cái tình trạng phù. Nếu mà chúng ta có thể là bổ sung thêm đạm thì như vậy thì chúng ta có thể giảm phù ha. Rồi cái mô học da thì chúng ta sẽ thấy là mô học nó sẽ đóng vai trò trong cái tình trạng là đỏ da toàn thân nếu mà các anh chị không kiểm soát được cái nguyên nhân nào. Chẳng hạn như một cái người bị bệnh vảy nến hoặc là viêm da cơ địa nào đó bị đỏ da toàn thân, nhưng mà vô người ta không có khai họ bị bệnh nền. Như vậy các anh chị để chẩn đoán nguyên nhân thì đôi khi chúng ta cũng cần phải làm một cái mô học ha. Thì mô học như vậy thì mô học sẽ cho được những cái hình ảnh đặc trưng của cái bệnh nền. Chẳng hạn như là hồi nãy mình học cái bệnh viêm da cơ địa, thì cái hình ảnh đặc trưng của cái bệnh viêm da cơ địa đó chính là cái hiện tượng xớp bào. Như vậy thì đỏ da toàn thân mình chúng ta xét ra chúng ta thấy hiện tượng xớp bào thì đôi khi chúng ta có thể là chẩn đoán được viêm da cơ địa. Rồi đối với vảy nến thì cái mô học của nó là đặc trưng bởi hiện tượng này giãn dài các nhú bì ra ha. Như hồi nãy hình ảnh tôi có chỉ cái nhú bì cho các anh chị đó,
thì bình thường cái độ già, cái vú bì nó như những cái ngọn đồi, thì lúc này trong cái tình trạng da của bảy nến thì người ta thấy là những cái vú bì á, vú bì là cái vú ở cái vùng trung bì, cái thượng bì đó, thì những cái vú đó nó sẽ giãn dài ra và thon dài như cái ngón tay vậy đó. Thì như vậy thì đổi da toàn thân ở trong bảy nến thì nó vẫn có cái hình ảnh đó. Như vậy thì mô học giúp cho chúng ta có thể là chẩn đoán, xác định được cái bệnh, từ đó có thể là điều trị theo cái góc khác nhau. Chẳng hạn như là viêm da cơ địa thì các anh chị phải sử dụng corticoid để đánh lui đỏ da toàn thân do viêm da cơ địa ha, thì các anh chị phải sử dụng corticoid nè để đánh lui cái tình trạng viêm đi, kiểm soát được cái đỏ da toàn thân nhanh chóng. Nhưng mà còn một cái tình trạng là đỏ da toàn thân do bị bệnh bị nến đi, thì chúng ta biết đó là corticoid đường toàn thân chính là một trong những cái yếu tố mà khởi phát lên đỏ da toàn thân trong cái vảy nến. Do đó chúng ta không thể sử dụng corticoid được, mà đôi khi những cái người mà vảy nến bị đỏ da toàn thân, như vậy thì chúng ta phải sử dụng những cái thuốc đặc hiệu cho vảy nến ha, vitamin E liều cao nè ha, và đôi khi sử dụng ức chế miễn dịch, điển hình là methotrexate hoặc là cyclosporine, rồi sau đó là bệnh nhân có thể hồi phục dần dần. Rồi như vậy thì đối với chẩn đoán bệnh này thì dựa vào tiền sử lâm sàng và cận lâm sàng ha, ba cái phải phối hợp với nhau, và tiền sử là đa số bệnh nhân sẽ có một cái bệnh da khu trú nào đó trước đó. Rồi về khám lâm sàng thì trên một số cơ địa mẫn cảm ha, để chẩn đoán được bệnh nhân trước đó là bị viêm da cơ địa hay là bị nến, hoặc là đôi khi phát hiện sớm được cái tình trạng dị ứng thuốc, cận lâm sàng để đánh giá tình trạng bệnh nhân, bởi vì đỏ da toàn thân thì nó sẽ có những cái thay đổi tổng trạng rất là rõ rệt. À, và đây là những cái biến chứng do cái tình trạng là viêm nhiễm kéo dài dẫn đến là mất nước và điện giải, rối loạn điều hòa thân nhiệt, vân vân. Như vậy thì tiên lượng bệnh thì đối với bệnh đỏ da toàn thân thì tùy tùy vào cái bệnh lý nền, tùy vào cái lứa tuổi mà chúng ta sẽ có tiên lượng khác nhau. Chẳng hạn như là bệnh viêm da cơ địa thì bệnh bị một là bệnh bị nến, nếu chúng ta biết được thì đây là một cái tiên lượng bệnh ở mức độ trung bình cho đến tốt, bởi vì chúng ta có thể là kiểm soát nó từ cái nguồn gốc dễ dàng. Và chẳng hạn như một cái đỏ da toàn thân do dị ứng thuốc mà nó vô cái hội chứng TEN đi, thì khi đó là cái tiên lượng bệnh nó cũng khá dày dặn nhé. Và một cái đỏ da toàn thân mà do cái tình trạng là một cái u ác tính ở trong cơ thể thì đó là một cái tiên lượng bệnh cũng xấu ha. Như vậy thì điều trị thì chúng ta sẽ có bốn cái nguyên tắc chính. Đầu tiên là thấy bệnh nhân đỏ da toàn thân chắc chắn là phải cho nhập viện rồi, nó là một cái tiêu chuẩn nhập viện rồi ha. Cái thứ hai là khi nhập viện rồi chúng ta phải kiểm soát được cái tình trạng rối loạn toàn thân, cái rối loạn nước điện giải, rối loạn thân nhiệt, rối loạn dinh dưỡng, tim mạch, hô hấp. À, và khi mà chúng ta chỉnh được những cái rối loạn toàn thân đó, bởi vì đó là một cái tình trạng cấp cứu, thì khi đó sau khi chỉnh rối loạn toàn thân thì chúng ta sẽ điều trị được những cái triệu chứng, chúng ta sẽ quan tâm đến những cái triệu chứng của đỏ da toàn thân, chẳng hạn như là khô da, chẳng hạn như ngứa da. À, và đồng thời đó chúng ta phải kiểm soát được những cái bệnh lý nền. À, và dự phòng thì có thể là tránh sử dụng những cái thuốc mà gây nên đỏ da toàn thân nếu mà bệnh nhân chúng ta xác định được bệnh nhân bị nhiễm thuốc. Tầm soát và quan trọng là tầm soát cái khả năng dị ứng của bệnh nhân, thì tại vì đa số là những cái tình trạng đỏ da toàn thân do bị dị ứng thuốc đó, cái tiên lượng nó rất là dài dè dặt anh chị ha, và tránh dùng corticoid toàn thân trong điều trị bệnh bị nến. À, như vậy thì cái bài đỏ da toàn thân này nó cũng cũng kết thúc ở đây. Không biết là các anh chị có gì thắc mắc về cái tình trạng đỏ da toàn thân này không ạ? À?